anh có mệt không ạ? Nhìn mặt anh có giống không mệt không? Có mệt luôn. Có mệt luôn. Quá mệt à? Tối nay anh có thể chăm sóc anh Dũng hộ em được không? What? What the fuck? Tối nay anh có thể chăm sóc anh Dũng hộ em được không? Ok. Ok. Nhưng mà anh cũng phải giữ sức khỏe ạ. Ok. Bạn đứng đây, chị lấy một thẻ rủ, em xin hộ. Đây bên này anh ơi. Vâng. Chị đây. Trời ơi. Xong. Đừng, anh đừng chạy mất. Anh Đức ơi, anh có mệt không ạ? Anh có mệt không anh? Anh có mệt không ạ? Đức chưa 17 nhá. Em quên sao mình cứ xin anh nhỉ, mình bằng tuổi mà. Ok, chị đi bắt anh ạ. Chưa, chị, chung chưa?